có tên thì tên có 10. Bán nước được 4 năm rồi. Cô là cô sinh ra ở đảo Bé luôn hả cô? Đấy, sinh ra ở đảo Bé hồi cha sinh mẹ đẻ mình ở tại đây mà thì mình phải ở đây. Mà hồi ông cha mình ở đây rồi tái sinh con mình cũng ở đây. Mình sinh con nữa thì nó cũng ở đây. Còn ví dụ mà nó hạp thì hạp ở đây, qua lớp 5 thì nó về bên đảo lớn. Hạp. Ở đây thì anh chị em học sao cô? Để đi học thì ví dụ mà lớp 4, lớp 5 thì ở trường nó gần thì tự nhiên mình lên hạp thôi. Còn qua bên đổ láng kia thì mình phải thuê nhà ở. Mà có cha mẹ thì mình ở với cha với mẹ. Còn bỏ con thân thì mình ở. Mình không có mình phải thuê nhà. Có lần từ lớp mấy là phải qua đảo lớn không ạ? Tới lớp 6, lớp 5 học bên này, qua lớp 6 là bên gì đổ láng. Qua chỉ học bên nhà là cũng tốn kém đúng không ạ? Ấy, mình phải tấu, mình phải thuê nhà thì tấu không thoáng bao nhiêu đó. Ví dụ người ta cho thuê tháng 1 triệu hay là 1,5 triệu gì đó là mình phải thuê cho người ta à, cho con nó ở nó đi học nó. Chứ nhận sao mình đó mình đâu có nhờ cái cửa gì đâu. Vậy thì mấy con của cô có đi học được nó mấy nữa? Nó học từ lớp 6 cho tới lớp 9 thì nó được cái bằng lớp 9 nên nó nghỉ thôi. Ví dụ mà mình thuê nhà thì mình tốn kém mình không có chỗ cho thuê để nó ở. Cho nên được tới lớp 9, cả bằng lớp 9 thì nó nghỉ hết. Ba được hai đứa con nó nghỉ. Mấy chị em khác ở đảo Bé là cũng phần lớn là vậy thì sao? Đúng rồi, đúng, cũng như thế thôi. Nó học tới ví dụ tới lớp 10, lớp 1, 11 là thi đợi học thì nó do trong quận nó học. Có nhiều bạn vô để đại học không? Có chứ, có nhiều chứ. Ví dụ là cũng một nửa thì do đại học, còn một nửa thì đi làm thuê làm mướn. Dân ở đây thường mình làm gì ạ? Dân ở đây thì chỉ làm hành, làm tỏi, một năm thì một mùa thôi. Tới mùa mưa, tới ví dụ tháng 7 trở lên, tới tháng Tết là mình tới mình để mình làm mùa, trồng hành, trồng tỏi đó. Tháng 11 thì mình thu hành, còn tháng qua tháng Giêng, tháng Hoài thì mình thu tỏi. Thu tỏi lên đầu thì mình trồng đậu phộng nè, hay là đậu đen, hay là bắp đều là mình trồng xuống. Qua tháng khoảng tháng 2, tháng 3 thì mình thu hết trầu thì để đất trống thân. Tại tháng đó là đâu có làm gì được nữa đâu. Tại sao cái tỏi Lý Sơn lại có cái mùi vị đặc biệt vậy? Ê, là tại vì nước nó không có, nhờ nước trời không. Mà nó nắng đó là nó cơm vô, nó săn lần lại cái củ tỏi. Nó thơm mà nó giòn. Còn ở bên đũa láng kia là nó có nước nhiều, là củ tỏi nó phải thua. Ví dụ bên này là ngon tới 10, còn ở bảy chỉ ngon tóm thôi, nó phải thua 20% rồi. Thì là thế nào là ở đây thì cũng tỏi nó cũng vẫn ngon hơn ở đâu hết thôi. Ở đây là chỉ là nhờ nước trời thôi, còn giếng thì mình khoan xuống là nó lên nước mặn không ấy. Nó đâu có nước ngọt đâu. Mà nước mặn thì làm sao mình tưới, tưới do thì tỏi nó khô. Cho nên là nhờ trời thôi, thiếu thì mình qua bên đũa láng kia mình mua. Mà một khối là đến 300 nghìn. Là coi như mà cũng là khá là thiếu nước ngọt đó đúng không? Ê, thiếu nước ngọt lắm, trầm trầm là thiếu nước ngọt không thân. Đàn ông ở đây thường làm gì vậy? Nam ở đây thì làm mùa thì ở nhà làm, còn không làm thì mình đi ra ngoài gành đó. Mình đi lưới hay là đi câu, đi mình giật mực bưng đêm. Thì mình cũng làm kiếm sống với giờ số. Ai cần mùa này là tháng này thì mình phải cho khách du lịch, mình đưa cho khách du lịch đi sân ho là mấy ông là ngon, còn mấy là chị đây là phải bấn nước bấn non nè. Còn qua tháng 7 rồi là hết bón rồi, chừng không có khách qua là mình sao mình bán nữa. Cuộc sống người dân trên đảo Bé mình tốt hơn mà. Trời ơi, mong muốn thì phải mong đợi mình cũng trước hết thì mình ở đây rồi sống ở đây là mình làm nhà người quê chưa được thì mình mong một cái quê được. Còn hơi thì mình cũng mong muốn cho khách nó tới cho nhiều, mình cũng kiếm ấy đồng tiền nước nó cũng sống qua ngày nó cũng thăm tỏa hơn. Chứ hồi kia mình làm hành làm tỏi nó mắc thì mình cực mà làm sao mà có tiền đâu mà để sinh sống, cho nên nó khổ lắm. Có mấy anh quay hình ở đây rồi thì biết thấy là cái cảnh ở đây nó phải đẹp, mà có cảnh đẹp nhiều lắm. Cho nên thì mong các em về đến đây hãy giúp đỡ để mua hành mua tỏi cho mấy con. Mình tên Nguyễn Lợi, được 33 tuổi, gia đình ở đây là được 3 thế hệ rồi. Mình sinh ra là lớn lên ở đây luôn. Đố mình nó vẫn còn không sao, chưa phát triển nhiều lắm. Ở đây hồi xưa giờ là chưa thay đổi gì nhiều. Ngày xưa là mình học ở Sài Gòn, trường đại học Phú Tích á. Học bên quán thiết kế nội thất.
tại vì thứ nhất là thật ra nhớ quê nhà, thứ hai là ở quê mình nó đâu có điều kiện phát triển du lịch, mình muốn về đây là để phát triển cái đô mình nó ngày nó tốt hơn. Ở đây là cái vẻ đẹp của nó là còn hoang sơ, chưa có tác động gì nhiều của cái bọn ta con người vô á. Con người ở đô là nó là chân chất thật thà, nó có chưa có bị du lịch hóa hay là cứ gì hết á, họ vẫn còn giữ cái bản chất của người dân đô, của người ngư dân. Nếu như mời khách qua đây là thứ nhất là khách có thể đi ngắm san hô, thôi là cùng ngư dân bên nào là đi đánh lưới bắt cá đó, là mình theo ngư dân đánh lưới bắt cá về sau là mình nấu nướng mình ăn luôn, không có cần mua gì hết á, cứ ra là đi đánh bắt cá là gì ăn. Dưới đây thì bây giờ nó cũng vẫn bình dân, tức là mọi người không có chặt chém hay là gì hết á, giá cá nó bình thường lắm. Một người mà đi cùng ngư dân đánh lưới bắt cá là họ lấy tầm 100 nghìn một người, lặn san hô là một người là 120 nghìn, là một người họ chở bằng cái thuyền thúng này nè, là chở mình ra ngắm san hô là họ tự bao người dân địa phương á, họ theo mình, họ bảo vệ mình luôn, thời gian của nó là 1 tiếng. Mấy cái thuyền thúng này nó có nhiều màu sắc á, cho nên chụp hình sấm ố là ok luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Đó là ở ngay đây là bữa tắm tiền, gọi đây là bữa tắm tiền, là nội đô là chỉ có một cái bữa, đây là một cái bữa tắm tiền, là mọi người có thể ra tắm được, tại vì bên dưới của nó là có cốt và nước sau ra tắm được, còn mấy cái chỗ khác là nó bên dưới nó là san hô á, với lại đá lông trong không có tắm được. Còn mọi người chụp ở đây là có cái bữa truyền thống nữa, cho nên ra chụp ở đây là tuyệt vời, chỉ có chỗ nào là chỗ đẹp nhất của đô á. Thường thì nói chung một năm ở đây là có 15-14 nó theo mùa, là nếu như mà khách du lịch chúng ta là tới tầm từ tháng 3 tới tháng 8 là thời tiết đẹp, còn từ tháng 9 tới tháng 10 là thời tiết xấu, lúc đó là bố nhiều, đó là mùa bố. Mong ước là thứ nhất là mong mọi người biết tới cái đó này, là thứ nhất của tôi là khi mọi người tới đây là mọi người hạn chế sử dụng rất thiết nhựa, tại vì trên đố này là rất thiết nhựa, đốt ngà nó còn nhiều, cho nên mang mọi người tới như là hạn chế mấy cái đó, để cho đố nó còn đẹp hơn, với lại mọi người cũng đừng có lượm cái san hô thật, tại vì đố nó đẹp nhưng mà mọi người lượm một ít san hô á là bắt đầu là nó không còn cái vẻ hôn sơ của đố nữa, tức là mọi người tới là cha thôi chứ đừng có mong cái gì của đố đi hết.